Thì Dương xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị em. Trong cái thời buổi nhiễu nhương ngày hôm nay, không có cái chuyện gì là không xảy ra hết. Những cái chuyện lớn, chuyện nhỏ, những cái chuyện cướp bóc, những cái chuyện giật chọc thông thường, từ những cái người dân nghèo, họ đi ăn cướp, ăn trộm, tới những người lãnh đạo cấp cao. Càng cao thì họ cướp ở một cái quy mô lớn hơn. Còn những cái người dân nghèo thấp cổ bé họng thì họ cướp ở cái quy mô nhỏ hơn. Và trong cái video clip này đó, Dương sẽ cho quý anh chị coi cái hình ảnh này. Và khi mà Dương xem anh chị, nó làm Dương buồn không tưởng tượng được. Buồn lắm anh chị. Tại vì mình thì Dương cũng có con nhỏ. Mà con của mình thì sống ở quốc gia này. Nó được bảo vệ dữ lắm. Nó an toàn. Còn những cái đứa trẻ em tại Việt Nam đó anh chị, mình không biết rằng là vì nó kém may mắn hay là vì nó xui, nó sinh ra cả trong cái xã hội này. Dù không dám khẳng định nhưng mà thấy tội. Trong cái giai đoạn mà xã hội Việt Nam đó giãn cách 4 tháng, là cha mẹ của mấy đứa trẻ này đã sức bất sang bang để kiếm tiền để mà chi trả cho cuộc sống. Cái sự hỗ trợ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam anh chị đâu có giải quyết được bao nhiêu. Không biết là họ có nhận được cái sự giúp đỡ không? Mình không có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng mà anh chị biết á, trong thời gian mà 4 tháng vừa qua, cái người mà ảnh hưởng nhiều nhất là những cái đứa học sinh, những đứa trẻ nhỏ nó không được đến trường. Và có nhiều đứa không có đủ điều kiện để mà nó học online. Bởi vì cha mẹ nó không có tiền để mà mua máy vi tính, hoặc là mua cho nó những cái máy tính bảng, hoặc là những cái chiếc điện thoại. Mà bây giờ kiếm được tiền để mua cho nó những cái thiết bị máy móc đó thì chưa hẳn đã đủ tiền để mà mua, để mà gắn internet về nhà. Tại vì muốn học online thì phải có net. Thì gần như là cái áp lực cho những người làm cha làm mẹ tại Việt Nam rất là lớn. Tại vì tất cả mọi chi phí đều phải gánh lên trên vai của họ khi họ có con. Tiền sữa, tiền đồ ăn, quần áo, chi phí nhà ở, tiền con bệnh, tiền thuốc men, tiền học, đủ các loại chi phí. Họ không có nhận được một cái sự hỗ trợ nào từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hết. Tại vì cái bản chất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là cái bản chất cướp. Nó cũng lúc nào nó cũng nói là nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhưng mà thực sự ra là dân phải làm việc và đóng thuế để nuôi một cái chế độ đó, chứ ngoài ra người dân đâu có nhận được cái quyền lợi gì ngược trở lại đâu. Dương đã nói rất là nhiều lần rằng là những cái quốc gia phương Tây, cha mẹ đi làm đóng thuế thì con đi học miễn phí. Cha mẹ đi làm đóng thuế thì những cái trẻ em mà dưới 18 tuổi đó, nó được đi khám bệnh miễn phí, nó được đi khám răng miễn phí và nó đi khám định kỳ, không có tốn một cắc bạc nào hết. Và một số loại thuốc men nó được nhận miễn phí. Nó bị dị ứng, nó nhận được những cái loại kem miễn phí, Dương không phải trả. Đó là sự thật và còn có nhiều những cái chính sách khác ưu đãi dành cho trẻ em. Vì vậy cho nên cái gánh nặng mà của cha mẹ khi có con nó đỡ hơn rất là nhiều so với ở tại Việt Nam. Nhưng mà là đã người dân ở Việt Nam á, là phụ huynh á, đã có gánh nặng như vậy rồi. Mà ngày hôm nay còn phải đối phó thêm một cái sự việc như thế này nữa. Dương cho anh chị coi cái video clip nha. Hai cháu nhỏ. Đây á là một cái video clip quay, có nghĩa là cái camera này là camera ở nhà đó anh chị. Và cái phòng này Dương thấy giống như cái phòng trọ vậy đó, chứ không phải là cái nhà. Dương nghĩ rằng mấy đứa nhỏ này đang ở cùng với cha mẹ trong một cái phòng trọ. Thì khi mà cha mẹ đi làm vắng nhà đó anh chị, thì mấy đứa trẻ nhỏ, hai đứa trẻ nhỏ, một đứa con trai và một đứa bé gái này ở nhà học online. Cha mẹ phải mua. Anh chị biết ở Việt Nam mà làm công nhân á, để mua iPad hay mua máy tính cho con học á anh chị cũng là một cái vấn đề. Không có phải dễ anh chị, đồng tiền ở Việt Nam nó khó khăn vất vả lắm. Rồi thì cha mẹ cũng ráng mua cái máy tính bảng để cho hai cái đứa nhỏ này nó ở nhà nó học online. Học online thì sao anh chị? Mấy cái tên gọi là giống như là mấy cái tên cướp ở Việt Nam á, mấy cái tên mà Dương không biết nói làm sao. Vì nghèo quá, thiếu thốn quá. Cho nên là bây giờ không có công ăn việc làm, cho nên đi cướp của người khác, đi cướp bất chấp, đi cướp bất kể. Những cái tên cướp ở những cái quốc gia khác thì nó có thể nó còn đạo đức lương tâm được chút xíu, nó thấy mấy đứa trẻ nhỏ tội, nó có thể bỏ qua. Nhưng mà những cái tên cướp ở Việt Nam là những con người Việt Nam, nó nhìn thấy mấy đứa trẻ nhỏ này yếu ớt, yếu đuối thay vì nó thương, nó tội nghiệp thì không có anh chị.
Nó dùng cái lời tiếng to của nó hét, nó nạt lên những cái đứa trẻ nhỏ này sợ quá. Nó đang ở trong nhà mà, cha mẹ đâu có ở nhà đâu anh chị. Nhỏ xíu, hai đứa con nít mà anh chị biết con nít ở Việt Nam á, khi mà anh chị bước vô trong trường anh chị sẽ thấy nó dạy để cho những cái đứa con nít đó không có được cái quyền tự do phát biểu, không có dạng gì. Con nít ở Việt Nam rất là rụt rè, rất là nhút nhát. Tại vì mỗi lần nó nói cái gì người lớn hét, người lớn nạt lại là nó đính luôn anh chị. Đâu có để cho những cái đứa nhỏ mà tự nói chuyện đâu. Cho nên là nó không biết nó làm gì trong lúc đó, nó hoảng sợ là chính. Mà ở Việt Nam người lớn chuyên gia là nạt, là hét, quát tháo, làm cho cái tinh thần nó bị khủng hoảng, nó bị yếu tâm lý từ lúc còn nhỏ, không có dạy. Cho nên bây giờ mấy đứa trẻ nhỏ này nó ở trong nhà, nó đang ngồi mà cha mẹ nó đi rồi đóng cửa khóa, nó chắc cũng mới dạy nó con không có mở cửa cho người lạ này kia nọ nên cửa khóa. Nhưng mà cái chuyện gì xảy ra anh chị? Anh chị coi một chút xíu mà anh chị nghe tiếng khóc của nó không? Cái tiếng khóc kinh khủng luôn. Sáng mùng 5 tháng 1, ông Đoàn Văn Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương đã nắm được thông tin sự việc và giao cho công an điều tra làm rõ vụ hai cháu nhỏ ở trọ đang học trực tuyến thì bị cướp. Nó đang học trực tuyến thì bị cướp. Nó ở trong nhà đó anh chị mà cửa nẻo khóa lại á, chỉ còn cái lỗ là cái cửa sổ mà thôi. Cái cửa sổ mà thôi anh chị, thì cái tên cướp này nè là Dương tìm ra, Dương thấy là có hai đứa, hai thằng con trai. Mà hai đứa này nghe nói bị bắt rồi. Mà cái vấn đề bị bắt không mình không nói. Có nghĩa là mình đang nói về cái tư cách đạo đức của con người trong xã hội Việt Nam đó anh chị. Nó cướp bất cần biết. Bây giờ người dân Việt Nam đã khổ, đã nghèo, mấy đứa nhỏ này nó không có khả năng tự vệ. Mà mấy tên cướp này gọi là giống như tán tận lương tâm và vô đạo đức, vô cướp. Và làm cho mấy đứa trẻ này hoảng sợ, hốt hoảng, khóc quá trời khóc luôn. Mà nhìn vô anh chị sẽ thấy nó rất là tội. Cướp, sau đó khóc lóc nhìn lên camera kêu cứu với mẹ. Mẹ ơi, mẹ con sợ. Mẹ ơi, con khóc quá trời luôn. Mẹ ơi, con bị lấy máy tính rồi. Con bị lấy iPad rồi. Cái video clip này á, ngày hôm qua nó lan khá là rộng trong trên cái mạng Facebook. Thì Dương không biết quý anh chị có coi cái video clip này hay chưa. Trong khi cái xã hội đó anh chị cần những cái lực lượng công an mang lại cái hòa bình, mang lại cái sự trật tự, để cho người dân sống yên ổn, để cho người ta yên tâm đi làm việc và người ta đóng thuế. Cha mẹ của những cái đứa trẻ nhỏ này đó anh chị đi làm việc và đóng thuế. Chúng ta đừng nói rằng là không có đóng thuế. Ở Việt Nam không đóng thuế, tại sao hàng hóa anh chị mua lúc nào cũng mắc hơn hàng hóa ở những quốc gia phương Tây? Cái giờ làm việc của anh chị á, nhận cái mức lương đó mà ra mua hàng hóa, tính ra cái giờ làm việc của những cái quốc gia phương Tây, người ta làm một giờ đó người ta mua biết bao nhiêu chuyện. Còn ở Việt Nam anh chị làm một giờ, anh chị đổ một lít xăng chưa chắc đã được. Người ta làm việc, người ta đóng thuế và người ta trả chi phí rất là cao, rất là đắt đỏ. Thì trả lương cho những người công an đi làm cái gì? Đi bảo vệ người dân. Thì cái đồng lương của người dân, của người công an nhận được là từ đâu? Lương của người công an, cảnh sát nhận được là lương của người lao động, của những cái cha mẹ đứa trẻ này. Thì cái nhiệm vụ của những người cảnh sát, của những người công an Việt Nam là mang lại cái hòa bình, cái yên ổn cho những cái đứa trẻ này. Thì ở Việt Nam nó trái ngược lại. Cái lực lượng công an đang bận phải đi bắt những người thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình. Những cái người lễ độ, những người đạo đức, những người có tư cách thì lực lượng công an đang bận phải đi bắt những người đó. Còn những cái con người tha hóa về tư cách đạo đức, đi ăn trộm, đi ăn cắp, đi ăn cướp của người khác thì nó lộng hành, nó ngang nhiên. Vậy thì tại lý do vì sao nó có cái chuyện này xảy ra? Chẳng lẽ công an lại sợ những cái tên cướp này bởi vì những tên cướp này nó liều mạng, những cái tên lực cướp này nó có vũ khí, nó có hung khí, nó sẽ tấn công lại mình sẽ mất mạng. Vậy cái cốt cách, cái bản lĩnh của những người mà làm cảnh sát đâu? Họ là những người được đào tạo nghiệp vụ mà anh chị, võ thuật đâu có mà, kỹ năng chống cướp có mà. Nhưng mà tại sao họ không làm những cái điều này? Họ cứ chầm chầm vào đi bắt những người thiện lương, những người có tư cách đạo đức, những người họ đấu tranh vì quê hương Việt Nam. Cái tiếng kêu khóc của những cái đứa trẻ này mà nghe rất là thống thiết, nghe rất là thảm thiết, nghe rất là đau. Đau từ trong tận trong cái tâm can của mình, chịu không nổi. Nhưng nếu ở Việt Nam ai mà nói cái điều này, ai mà lên tiếng phê phán chỉ trích cái việc này thì họ bị bắt. Vậy thì tại sao không bắt những cái kẻ cướp, những cái kẻ gây xáo trộn, gây bất ổn trong cái xã hội Việt Nam, thực sự ảnh hưởng đến tâm lý tinh thần của người dân? Tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để yên cho những cái nhóm người đó hoạt động?
Vì sao vậy? Nói cái điều này ra nhiều người nói trời ơi, công an với cướp là một mà em. Tụi cướp với công an nó ăn chia với nhau và nó thỏa thuận lẫn nhau. Lấy cướp được một cái món đồ về chia tỷ lệ phần trăm, cho nên tụi nó phải bao che nhau để mà sống chứ em. Lương công an ở Việt Nam đâu có cao. Tụi nó phải làm mọi cách này cách nọ, có nghĩa là gì? Ở trên cao, dùng quyền lực thủ đoạn của mình để mà gì? Cướp của những người cấp dưới. Cướp rất là tinh ranh, ranh mảnh. Cướp bằng cái hình thức nào? Ráng định nọ, tao đi mày phải ngoan, mày phải khôn. Mày phải biết cách chung chi phong bì, đút lót cho tao, quà cáp cho tao, tao sẽ thăng chức, tao sẽ đề xuất mày lên, tao sẽ đề bạc mày lên. Mỗi lần Tết tới đó, phong bì càng nặng thì cái cơ hội thăng chức của mày càng cao. Tại cái xã hội Việt Nam dưới thời Cộng sản anh chị, nó dung túng cho gì? Hối lộ, tham nhũng, lạm dụng chức vụ quyền hạn. Bởi vì đâu có cái cơ quan tam quyền phân lập đâu để mà ngăn cái chặn cái việc này lại. Và nó không bao giờ nó cho học sinh, sinh viên biết được thế nào là tam quyền phân lập, thế nào là đa đảng trong một nhà nước. Tam quyền phân lập là gì? Tính năng, chức năng của công tam quyền phân lập là gì? Và đa đảng là gì? Tại sao phải đa đảng? Nó không bao giờ nó dám tuyên truyền. Và nó định hướng người dân rằng phải chỉ có một đảng mà thôi. Và người dân họ thiếu kiến thức, họ nghĩ rằng một đảng sẽ có cái sự ổn định về chính trị, nhiều đảng sẽ bất ổn, hỗn loạn. Nhưng mà người dân đâu biết rằng nhiều đảng sẽ bất lợi cho cái đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều đảng sẽ có lợi cho người dân. Khi luật pháp nó rõ ràng ra rồi thì tất cả mọi người trong quốc hội tuân thủ theo luật lệ mà làm. Anh làm được thì anh tiếp tục anh làm, anh không làm được, anh làm sai cách chức, anh bị trừng trị theo luật pháp. Người khác lên làm, những người ở những cái đảng phái khác người ta làm, người dân chọn đảng phái khác. Nhưng Việt Nam người dân chọn ai bây giờ? Cho nên người dân hỏi như vậy: bây giờ lật đổ Cộng sản Việt Nam rồi, ai lên nắm quyền thay? Bởi vì cái chỗ này cho nên nó cứ tồn tại hoài. Người dân sợ lật đổ Cộng sản rồi không ai thay. Tại vì bây giờ chỉ có một đảng. Và bởi vì cái tâm lý chúng ta sợ đất nước hỗn loạn cho nên không dám. Tại vì Việt Nam mới trải qua chiến tranh, người dân muốn hòa bình, nhưng mà thực sự xã hội Việt Nam ngày hôm nay đâu có hòa bình đâu quý vị. Không có hòa bình. Không có hòa bình, không có luật pháp, cho nên ngày hôm nay nó muốn gắn tội cho ai là nó gắn. Nó vu khống cho ai cái tội gì là nó vu khống. Nó không thích, nó ngứa mắt là nó xử, nó ngứa mắt là nó giải quyết anh chị thôi. Anh chị có muốn sống trong một cái xã hội như vậy không? Không. Và bản thân thì Dương sống ở nước ngoài, Dương nhìn vào Dương còn chịu không nổi. Một cái xã hội mọi rợ và nó coi người dân Việt Nam giống như những cái con vật ở trong một cái chuồng. Nó muốn cho ăn cái gì nó cho. Nó ngày hôm nay nó cho cái sản phẩm tốt thì ăn sản phẩm tốt. Nó cho cái sản phẩm dở là mình phải ăn cái sản phẩm dở. Ví dụ những cái sản phẩm bây giờ nhập qua châu Âu không có đủ tiêu chuẩn chất lượng, nhập trở về bán về cho người dân ăn. Mà trong khi châu Âu nó mới cho nhập vô là anh chị biết rằng là cái sản phẩm nó không tốt cho sức khỏe rồi. Bây giờ đi đâu bán không được, đem về bán cho người Việt Nam ok. Nhưng mà anh chị thấy được rằng là gì? Nó không bao giờ nó nghĩ tới cái tính mạng, cái sức khỏe của con người. Nó không bao giờ nó nghĩ rằng nó sẽ mang lại một cái điều gì tốt cho cái đời sống của người dân dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Trời ơi, anh chị nhìn cái hình ảnh này, con không có đứa trẻ nào mà bên Na Uy mà khóc thét lên, khóc kêu gào lên sợ hãi như vậy. Nó đi, anh chị học lớp 3, lớp 4, lớp 5 sáng như thế, nó đi bộ ngời ngời đến trường học. Nó đi ung dung tự tại, nó mới sợ gì, nó tự nó đi học. Còn ở Việt Nam là bao nhiêu cái nỗi sợ chất chồng lên. Ra đường sợ bị gì? Ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp. Rồi có nhiều người bình luận trong cái video clip nói, trời hơn á, nó chỉ mới lấy cái iPad thôi, nó chưa có bắt cóc là mừng dữ lắm rồi. Tội nghiệp quá. Vì cuộc sống cơm áo gạo tiền cho nên cha mẹ phải để những đứa con này ở nhà. Đi làm mà không có yên tâm, đi làm mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hết. Cầu mong dịch bệnh hết để cho những cái đứa trẻ này đến trường học, cha mẹ an tâm đi làm. Khi nào Việt Nam mới thực sự thanh bình? Qua những cái bình luận đó của những người phụ huynh anh chị, của những người bạn bè khác, Việt Nam có thanh bình không? Thanh bình là gì? Mình ở trong nhà, con cái mình ở trong nhà, mình không có sợ, mình không có lo sợ trộm cắp cướp giật nó đột nhập vô trong nhà nó ăn cắp đồ. Quốc gia nào cũng có ăn trộm ăn cắp, mà cái mức độ nguy hiểm nó không có đến nổi như ngày hôm nay. Và Việt Nam vẫn tuyên truyền là Việt Nam là một cái quốc gia thanh bình độc lập. Thanh bình độc lập mà cái video clip này là Dương cho anh chị coi, Dương tắt cái tiếng nha.
anh chị sẽ thấy trong cái clip này là hai đứa nhỏ đang quần quần lẫn nhau ha, đang đứng quần quần lẫn nhau. Đó, nó đang cầm cái iPad này nó chơi. Đó, nó chơi này, bắt đầu anh chị lúc đầu nó không biết vì sao nó lấy cái mền. Nó lấy cái mền đi vòng vòng nó tấn, nó nghe cái gì rồi đó, nó lấy cái mền nó tấn, nó che lại. Đó, thì lúc này nó bị hét rồi. Cái lúc này nó bị hét rồi. Kẻ cướp dùng cây gậy phá cửa sổ. Đó, mặt hai đứa bé. Lúc này nó bị hét lên, bị la lên rồi. Bây giờ cho nên là nó phải đưa cái iPad này ra cửa sổ và nó khóc. Đó. Quá sức tưởng tượng của mình. Anh chị đừng nói Thùy Dương tiêu cực, Thùy Dương lạc quan vô cùng, Thùy Dương không có tiêu cực. Nhưng mà bởi vì mình thấy những cái đứa trẻ nó cũng giống như con mình, tụi nó giống như cháu mình vậy đó. Mình thấy mình chịu không nổi. Dương vẫn biết anh chị nói mày lên đây mày nói mày được làm được gì. Tôi không làm được gì nhưng mà ít ra tôi được nói. Tôi bây giờ tôi chỉ còn có cái quyền được nói mà thôi. Mà cái quyền được nói này là tôi đang nói tại cái Vương quốc Na Uy. Tôi đang ngồi tại cái Vương quốc Na Uy này tôi nói, chứ tôi không nói, tôi không có cái quyền được nói nếu tôi còn ở Việt Nam. Và qua cái thời gian tôi còn ở Việt Nam đó, tôi đã bị cấm nói. Tôi không được nói. Vậy thì ngày hôm nay cái quyền của tôi là cái quyền được nói để cho mọi người biết được cái sự khác biệt giữa cái quyền được nói của tôi ở tại Vương quốc Na Uy này với cái quyền được nói của quý vị đang sống tại Việt Nam nó khác nhau chỗ nào. Cái quyền tự do ngôn luận của Thùy Dương là gì? Là cái quyền được nêu lên những cái suy nghĩ, những cái quan điểm mà trong đầu của mình nó nghĩ tới. Đây là cái quyền hợp pháp trong cái quyền con người. Không có bị cấm đoán. Và luật pháp ở bên đây nó ghi rất là rõ. Khi Dương bước vào trong trường Na Uy nó ghi rất là rõ. Cái quyền tự do tư tưởng, cái quyền tự do ngôn luận là con người được nêu lên những cái quan điểm chính kiến của mình mà mình suy nghĩ mà không bị cấm đoán. Nhưng mà tại Việt Nam, những cái quyền đó bị cấm đoán. Đẻ ra được nói, được ăn, được nói, nhưng mà không được quan tâm tới chính trị. Đó là một cái quyền mà phải nói rằng khi sinh ra ai cũng phải có cái quyền đó, nhưng mà sống trong cái chế độ Cộng sản Việt Nam là nó bị cướp, nó bị tước đoạt ngay lúc nó sinh ra đời. Cha mẹ không dám nói tới chính trị, dẫn đến những cái đứa trẻ không hề hiểu tới chính trị. Còn những quốc gia phương Tây đi vô trong trường người ta dạy cái quyền con người. Cái quyền con người là gì? Cái quyền tự bảo vệ lấy thân mình. Cái hiểu biết mình phải tự vệ lấy, dạy mình phải làm gì đó là những cái quyền cơ bản của con người. Mình có cái quyền gì? Quyền tự vệ. Cái quyền phản biện, cái quyền chống đối trước những cái bất công, những cái sự xâm phạm vào thân thể. Mình được cái quyền đó, trong Việt Nam không dám dạy. Nó dạy là nó lộ ra làm sao? Người ta biết được cái quyền. Vậy thì quyền con người nó gắn liền với quyền biểu tình, quyền tự do báo chí, quyền tự do lập đoàn, lập hội, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Lộ ra hết thì sao? Và khi cho cái quyền con người đó, đó thì bây giờ nó sẽ mò ra những cái quyền khác, nó đòi hỏi lên đi chết. Quyền biểu tình, nếu mà có cái quyền biểu tình nó được cho phép, nó xuống đường biểu tình nữa, sập luôn cái chế độ. Trong thời gian này anh chị thấy rằng là vụ Tỉnh Thất Bồng Lai nổi lên, cái vụ đứa bé nhỏ 8 tuổi bị mụ dì ghẻ giết chết, cái vụ kit test lộ ra. Quá trời. Tại sao? Tại vì trong cái xã hội Việt Nam dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam, nó là bản chất của nó là xấu, cho nên vô số chuyện xấu nó xảy ra ồn ập dồn dập. Hôm nay thì đánh ghen, ngày mai thì người này treo cổ tự tử, bữa nọ thì phát hiện thằng kia nhảy sông tự tử, bữa nọ thì bị tai nạn giao thông, đủ thứ các chuyện tin tức. Rồi cái người này bị nhiễm Covid, bị vô trong bệnh viện cách ly, bỏ trong đó, không có chăm sóc, không có quan tâm, để khi người ta đi khỏe mạnh về là ngủ tro cốt. Hôm nay công an bắt đánh đập người này chết trong trại giam. Ngày mai thì lại có cái chuyện là cái anh đó, YouTuber đó, anh bị bắt. Quá trời những cái chuyện bi đát luôn. Thì hỏi tại sao Thùy Dương có thể im lặng được? Thùy Dương không thể nào. Bản chất con người của Thùy Dương là thấy bất công là không im lặng, thấy sai trái là không thể nào nhân nhượng được. Sai là phải nói, sai là phải sửa để cho nó tốt hơn, chứ không phải là Dương chấp nhận cái sai đó để cho nó càng ngày tồi tệ hơn. Cái bản tính đó là cái bản tính con người của mình. Và cái xã hội bên đây cũng vậy, không ai chấp nhận dung dưỡng cho cái sai ấy. Các anh chị không trung thực, các anh chị không chân thật, nó sẽ là gì? Cái tiền lệ, cái tiền đề, cái tiền lệ cho những cái xấu nó tiếp theo. Cho nên là nó làm sao để con người có ý thức sống một cách chân thật, sống đúng, sống trung thực, đừng có dối gian. Bởi vì vậy cho nên Dương đến được đất nước Na Uy này. Và nhiều người nói là Dương may mắn, thì Dương có cái phước lớn, mạng lớn cho nên Dương đến được đây. Không phải anh chị. Cũng có thể đúng. Nhưng mà bản chất con người của mình là con người như vậy, không chấp nhận cái bất công. Phải sống thật đúng cái bản chất của nó.
Ví dụ như lịch sử cũng vậy. Dân chống cộng sản vì sao anh chị? Chống cộng sản là bởi vì cái lịch sử là gì anh chị? Cái lịch sử nó quan trọng với mỗi con người chúng ta. Cái lịch sử nó rất là quan trọng. Có quá khứ mới có hiện tại. Cái quá khứ tuổi thơ của anh chị nó gắn liền với anh chị. Anh chị có quên được không? Không có quên được. Huống chi đây là cái lịch sử của một dân tộc. Cái sự tự hào hay là những cái gì đã dân tộc mình đã trải qua, tổ tiên ông bà mình đã trải qua, cái đó cần phải lưu giữ lại một cách trung thực. Nhưng không, nó đã bị bẻ cong lại, uống cong và viết sai sự thật. Dương nói thiệt với anh chị, Dương không chấp nhận sự thật lịch sử bị viết sai. Cái bản chất của nó như thế nào, để nguyên nó như vậy. Ngày hôm nay anh chị sai là sai của anh chị, chứ không thể nào anh chị được quyền sửa lịch sử. Nhưng mà ngày hôm nay nó sửa lịch sử lại để cho bao nhiêu đứa học sinh ở Việt Nam nó học lịch sử không đúng. Và nó gây ra cái hệ lụy cho bao nhiêu thế hệ không có một cái kiến thức lịch sử đúng đắn. Và chúng ta không hiểu được cái nguồn cơn của mọi vấn đề từ ngày xưa thì ngày hôm nay chúng ta cũng bị nhầm lẫn. Tại vì sao mà Dương khi Dương tìm hiểu Dương chống cộng sản là Dương phải có một cái kiến thức lịch sử tối thiểu nào đó. Dương nắm được cái kiến thức lịch sử tối thiểu nào đó để Dương chắc chắn rằng cái tụi cộng sản này là không thể tin cậy được. Tại cái bản chất của nó không phải là sau này mới như vậy, mà nó đã hình thành từ rất là nhiều chục năm về trước rồi. Cái bản chất của nó đã có từ nhiều chục năm về trước, chứ không phải sau này cái xã hội nó đẩy đưa con người ta đến mức độ đó. Không có. Nó đã hình thành bản chất, nó ác bản chất, nó bẩn bản chất, nó dơ từ nhiều chục năm về trước. Và nó tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Vì vậy cho nên lúc nào Dương cũng nói với là những người bạn trẻ, hãy đi tìm hiểu về lịch sử để các bạn biết cái nguyên nhân của mọi vấn đề. Và các bạn biết cái bản chất của nó. Các bạn nên nhớ không thể tự nhiên các bạn đi ra vườn cái có một cái cây, một cái trái luôn các bạn hái. Một cái vườn, một cái mảnh đất trống không vậy, tự nhiên các bạn ngủ một đêm các bạn đi ra các bạn thấy có một cái cây trái nó to như vậy, các bạn hái, các bạn ăn, đâu có. Nó hình thành nên một cái quá trình. Anh chị trồng hoặc một ai đó thả cái hộp đó xuống, đúng không? Gieo cái hộp đó xuống, anh chị chăm sóc, tưới, bón phân nó mỗi ngày. Và theo thời gian nó hình thành nên, đó, nảy mầm, đó, ra lá, ra cành, đơm hoa, kết trái. Và trái lớn từ từ lên thì đến một lúc nó ra cái trái bự. Chứ anh chị có thấy tự nhiên đụng phát một anh chị ra cái mảnh đất trống đó anh chị. Ủa sao có một đêm mảnh đất trống đó giờ nó có cây bự vậy không? Không có. Nó có một cái quá trình hình thành nên cái điều đó. Thì cộng sản Việt Nam cũng vậy. Anh chị đừng nói tại hôm nay nó vậy chứ ngày xưa đâu có gì, không có. Nó là một cái quá trình hình thành. Cho nên những cái gì mà tụi Dương ở nước ngoài chia sẻ anh chị thấy không? Có nhiều anh chị em ở nhiều quốc gia, đâu Dương nói thiệt với anh chị, không liên lạc với nhau. Tụi Dương mà những tụi trẻ anh chị nhìn đi, bao nhiêu anh chị em, anh chị liệt kê ra đi. Không nói chuyện với nhau, không hợp online, không gì hết. Nhưng mà nói chuyện với nhau cùng chung một cái đường hướng. Ở quốc gia người ta vậy là bởi vì nó ở những cái quốc gia đó nó nhân bản như vậy, nó có phúc lợi như vậy, thực sự là nó như vậy. Mặc dù Dương ở Na Uy, anh kia ở Canada, anh nọ ở Mỹ, chị nọ ở Mỹ, chị anh kia ở Úc, anh kia ở Đức, ở Đan Mạch, không có chung một cái quốc gia. Nó khác nhau quốc gia, nó khác nhau ngôn ngữ. Nhưng mà khi lên trên đây để nói cái vấn đề mà tự do dân chủ cho Việt Nam, anh chị nhìn mấy đứa tụi Dương có một cái điệp kiểu nói chuyện chung giống nhau. Không có ai soạn giáo án, giáo trình, không ai soạn nội dung hết. Nhưng mà bởi vì những cái quốc gia phương Tây này nó phát triển kiểu tương tự như nhau. Và người ta có cái nhân quyền giống như nhau. Cho nên tụi Dương nói chuyện y như nhau. Và tụi Dương khẳng định, tụi Dương thừa nhận những cái điều đó là như vậy. Còn ở tại Việt Nam sao tụi Dương ở nước ngoài nói mà sao Việt Nam nó không giống, Việt Nam nó kỳ vậy? Tại vì cái xã hội Việt Nam với cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nó làm cho cái xã hội nó kỳ, con người nó kỳ. Cái tư duy, cái nhận định về một cái sự việc hiện tượng nào đó bị định hướng bởi cái cộng sản cho nên nó kỳ. Tụi Dương ở bên đây không cần định hướng bởi ai, tụi Dương nhìn sự việc bằng con mắt của mình, bằng bộ não phân tích. Lỗ tai nghe và bộ não phân tích, và cái bộ não làm việc nhiều hơn cái sự nhìn của con mắt. Cho nên chị thấy là tụi Dương, ủa sao mấy đứa này nó không có ở chung quốc gia, nó ở tùm lum hết á, mà tại sao nó lên nó nói chuyện có một cái kiểu nó chống cộng sản như nhau vậy? Là bởi vì nó biết được nó ở những quốc gia này người ta nhân bản nhân văn thế nào, nhà nước của người ta, chính phủ của người ta ra làm sao, và những cái quốc gia đó họ đa đảng. Đừng có nói rằng là ở quốc gia nào cũng có người sống, người quyền, người tốt, cũng có tham nhũng, mà cái tỷ lệ phần trăm, một cái quốc gia có một cái tỷ lệ tham nhũng 90%, một cái quốc gia có tỷ lệ tham nhũng 5%, 85%, nó chênh lệch kinh khủng khiếp không? Kinh khủng chứ. Và khi mà những người ở những cái quốc gia mà có những cái người tham nhũng, họ bị trừng trị như thế nào?
Làm cho sợ. Anh chị mà đã dính tội tham nhũng rồi, từ giờ trở đi anh chị đừng có bao giờ anh chị được cái cơ hội anh chị bước trở vào để anh chị hoạt động chính trị nữa. Anh chị tìm một cái việc nào khác làm đi. Nó làm cho những người khác người ta sợ. Từ bây giờ đi tìm có công việc nào khác làm, trong khi công việc chính trị của mình lương thu nhập ổn định tốt vậy, được được lên báo chí, được họp hội vậy, bây giờ mình vì một cái lòng tham sơ suất của mình, bây giờ mình không còn cơ hội trở lại nữa, mình làm một cái công việc khác rồi nó cũng ảnh hưởng nữa. Bây giờ báo chí nó lên như vậy, cái tiếng tăm, cái mặt mũi của mình cũng bị ảnh hưởng, người ta đâu có dám anh chị. Cái danh dự nhân phẩm của người ta đâu có dám đánh đổi. Trừ những người nào mà quá tham đi thì họ chấp nhận đánh đổi, nhưng tỷ lệ này rất thấp so với cái sự tham nhũng tại Việt Nam. Và cái sự tham nhũng đó nó dẫn đến là cái gì? Anh chị tham nhũng, mấy cái đám mà tham nhũng đó nó gây hại gia đình không sao, đằng này nó gây hại bởi vì cái sự tham nhũng của số ít này nó gây hại cho toàn dân tộc Việt Nam phải đói nghèo. Phải nợ nần, những đứa trẻ sinh ra chưa có làm gì ra tiền hết, mới trong bụng mẹ thôi là đã gánh nặng nợ nần rồi. Bây giờ đẻ ra trên cuộc đời này là gánh nặng mấy chục triệu, chưa gì hết là gánh nợ rồi. Chưa nói là cái chuyện hàng hóa nó tăng, cha mẹ nó phải đối mặt với việc mua hàng hóa giá cả cao. Anh chị nói nổi giống như Thùy Dương không? Giống như một số anh chị em bên đây không? Anh chị mà làm được cái điều đó, chúng ta đồng lòng là Việt Nam sẽ sớm có tự do. Sẽ sớm có tự do thôi quý vị. Mà cái quan trọng bây giờ là chúng ta hiểu được, chúng ta dám khẳng định được là tội ác của Cộng sản nó ở một cái mức độ nào. Hay chúng ta nói, ơi Cộng sản hơi hơi. Không, anh chị mà bước ra nước ngoài đó, anh chị sẽ thấy nó không hơi hơi, nó quá trời quá đó. Tại vì anh chị bước ra bên đây, anh chị sẽ nhìn thấy cơ sở hạ tầng của người ta, anh chị sẽ thấy trung tâm thương mại, anh chị sẽ thấy hàng hóa mua với giá rẻ, anh chị sẽ thấy thu nhập của người ta, anh chị vô bệnh viện, anh chị sẽ thấy bác sĩ chăm sóc người ta như thế nào, anh chị vô trong trường học, anh chị sẽ thấy giáo viên của trường ở bên đây nó chăm sóc cho con anh chị như thế nào. Anh chị thấy rõ lúc này là anh chị sẽ nói, không có Cộng sản mà, nó ác hơi hơi, không có, lúc này là quá kinh khủng. Anh chị qua bên đây anh chị chạm rồi đó, anh chị chạm, anh chị sống, anh chị cảm được rồi, anh chị sẽ thấy trời cái mức độ đó quá không tưởng tượng được luôn. Anh chị sẽ nói một câu như thế này, trời ơi tôi tưởng ngày xưa Việt Nam nó tốt lắm mà ai ngờ không tưởng tượng được. Có nhiều người qua bên Na Uy đi vô bệnh viện điều trị rồi mới biết được, trời ơi sao bác sĩ bên đây thân thiện, trời ơi sao bác sĩ bên đây tốt tử tế dữ vậy. Mà như Dương kể anh chị không tin thì sao? Cái mặt của Dương giống như cái mặt nói dối, làm sao anh chị không tin? Có nói dối không anh chị? Cái mặt có nói dối không? Dương không nói dối, Dương có cho phép mình nói dối. Dương nói với con của Dương cũng vậy, đừng có hình thành cái tính nói dối nó quen. Mình phải hình thành nên cái tính nói thật. Đừng có nói dối, đừng có nói xạo, nó quen cái tính đó. Rồi mình quen cái tính đó đó, mình đi gieo cái tính nói dối đó đó, mình đi gieo cho người khác. Sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp cái người nói dối giống như mình vậy đó. Mai mốt mình gặp lại mình sẽ cảm thấy khó chịu, mình tại nó. Rồi mình nói tại sao cái người đó nói dối với mình? Không có. Tại vì mình đã đi gieo cái, mình đã gieo cái nhân nói dối đó. Mình đi gieo cái nhân nói xạo đó rồi, thì đến một cái lúc mình nhận lại. Anh chị đối với Dương là cái nhân quả nha anh chị. Không có nói vấn đề tôn giáo tín ngưỡng, mà cái luật nhân quả. Anh chị gieo cái gì anh chị nhận cái đó. Cho nên Dương nói với con của Dương, đừng, ngày hôm con nay, hôm nay con đừng có gieo nói dối, đừng có gieo cái nhân nói dối, con đừng có gieo cái nhân nói xạo. Tại vì mai mốt này con mà gieo nhiều quá, con nhận lại con chịu không có nổi đâu, con bị sốc á, con bị khủng hoảng á. Dương luôn luôn nói với con mình như vậy. Bất cứ cái gì mà Dương trải qua, Dương cảm nhận, Dương đều nói hết. Cho nên á, ngày hôm nay á, nếu mà mình sống thiện lương thì cái con người của mình sẽ thanh thản vô cùng, sống tốt, sống chuẩn mực, đúng không? Mình không làm gì hại ai thì mình không có lo. Nhưng mà dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam á anh chị, mình không có làm hại ai, tự nhiên nó thấy mình, nó chướng tai gây mắt, mình nổi bật hơn nó, mình giỏi hơn nó, mình có cái sự thu hút hơn nó, mình sống lành mạnh hơn nó, thì nó ghét, nó đố kỵ. Không, người này ghét cũng người kia ghét. Cho nên Dương hỏi nhiều lần, Dương hỏi, ủa sao cái bản chất của người Việt Nam gì kỳ quá vậy ta, sao mà tự nhiên giữa mình với họ không có một cái đụng chạm gì hết trơn, giữa mình với họ không có một cái mâu thuẫn gì hết trơn mà họ cũng ghét mình. Cái đơn giản là cái người Việt Nam kỳ vậy nè. Tại vì họ nhìn vô mình, họ thấy mình có cái tính đó, mình nói chuyện lưu lót hoặc là mình nổi bật hơn cái họ ghét. Nhưng mà họ không có hiểu được ở trong tâm của mình có những cái nỗi khổ, có những cái nỗi khổ tâm mà mình không tiện nói ra. Họ đâu có biết được lý do vì sao mà mình phải xuất hiện trên đây. Họ đâu có biết nguyên nhân vì sao mình phải cố gắng, mình nỗ lực để mình đẹp. Họ đâu có biết. Họ đâu có biết cái mục đích của mình là gì. Họ chỉ thấy mình như vậy họ ghét. Họ ghét ơi, tại vì nhỏ nó nói chuyện, nó hiểu biết này, nó lanh lẹ này kia nọ, hoặc là
hoặc là nhỏ nói chuyện tao thấy ghét, tao không ưa cái giọng của nó, tao không ưa, ví dụ vậy. Nhưng mà họ cái giống như họ theo, họ ghét mình, họ họ thương mình theo cái cảm tính mà không làm theo cái lý trí. Có nghĩa là họ phải hiểu được rằng là tại sao mà mình phải làm như vậy. Lý do gì họ không cần biết, à, tao ghét mày, tao ghét thôi. Vì vậy cho nên cái xã hội Việt Nam anh chị thấy rằng là hãy thấy ai hơn một chút là ghét, nhưng mà họ quên đi rằng là trong bản thân của mỗi con người có những cái nỗi khổ tâm mà họ không có tiện chia sẻ. Và mỗi con người ai đều cũng có một cái nỗi lo lắng, một hoặc là nhiều cái nỗi lo lắng riêng mà họ phải gồng cái vai họ lên họ gánh. Bình thường không hoạt động chính trị là họ đã có những cái nỗi lo, những cái áp lực trong cuộc sống họ phải gồng lên họ gánh rồi. Còn đằng này là những cái con người giống như tụi Dương là dính cái nghiệp dân tộc. Tụi Dương là dính cái nghiệp dân tộc đó anh chị. Bao nhiêu người người ta không làm, tại sao mình làm? Không phải muốn nổi đâu. Anh chị muốn nổi anh chị cứ làm đi để anh chị nổi. Nhưng mà tại sao tụi Dương vẫn còn là, bởi vì cái nghiệp của tụi Dương á, gắn liền với dân tộc là giống như họ phó thác cho tụi Dương cái việc đó, tụi Dương phải làm. Tụi Dương phải làm cái việc đó đó. Cho nên tụi Dương làm, chứ bao nhiêu cái việc khác tại sao Dương chọn làm, Dương làm chọn chọn cái việc này. Nó được cái gì cho mình mà tại sao mình chọn? Là bởi vì cái nghiệp của mình đối với quê hương. Mình đau, mình khổ. Cho mình làm. Mình có cái tình yêu thương quê hương dân tộc bởi vì mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng, mình không nặng cái chủ nghĩa Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, cái triết học Mác Lênin. Mình là những cái con người phát triển tự do và mình hiểu cái nào đúng, cái nào sai. Còn đối với những con người cộng sản biết sai cũng vẫn làm. Biết cái điều đó không nên làm sẽ tổn hại cho quốc gia cũng làm. Biết không nên chơi với Trung Quốc, không nên chơi với Liên Xô, nó sẽ làm hại cho dân tộc Việt Nam vẫn làm. Vẫn chơi. Để rồi ngày hôm nay, những ngày cuối năm, biết bao nhiêu container đi tới gần cái biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, nó không cho vô. Biết bao nhiêu trái mít, biết bao nhiêu ký dưa hấu đã phải dục lăn lóc, hư thối, phải bán đổ, bán tháo, bán rẻ. Và anh chị biết rằng là cái Tết nó ảm đạm cỡ nào. Nhưng mà sao anh chị, những cái vụ việc đó nó không nhào cho nó giải quyết. Cái vụ kit test làm biết bao nhiêu tiền, thâm thủng thất thoát biết bao nhiêu tiền của người ta, nó không đẩy mạnh để giải quyết đi. Anh chị thấy cái bộ kit test xong, trời ơi, nó thu biết bao nhiêu tiền mà nói. Đây là có sự ăn chia từ trên xuống dưới, nhưng mà cái tiền mà để mà phát hỗ trợ cho người dân anh chị, phát lèo tèo, phát ít ỏi. Người có người không, có 1 triệu 1 triệu. Mà đụng vô tới bộ kit test là tỉnh này mua bộ kit test bao nhiêu trăm tỷ, cái bộ này, cái tỉnh này mua cái bộ kit test bao nhiêu ngàn tỷ. Bây giờ lòi ra là dính tới là bộ bộ y tế, thứ trưởng bộ y tế này tùm lum dính hết. Bây giờ đụng tới là đến Dương, Dương nói thấy với anh chị là bây giờ mà đào sâu vô mà có một cái cơ quan điều tra độc lập á, điều tra vô thằng nào cũng dính, thằng đảng viên nào cũng dính, không dính ít thì dính nhiều, chắc chắn một điều như vậy. Nhưng mà nó không có dám mạnh tay với những người đó, nó mạnh tay với lại ai anh chị, những cái tiếng nói giống như tụi Dương ở Việt Nam, những cái người mà không có quyền lực, không có mối quan hệ, những cái người mà cộng sản nó ghét là họ mạnh tay với những người đó. Dương ở Việt Nam nó hốt Dương lâu rồi, nó để cho nó kêu án 20 năm luôn chứ đừng có nói 10 năm, thậm chí tử hình Dương luôn. Nhưng mà những người như như Dương như thế này thì ở ngoài đây Dương được bảo vệ, anh chị thấy nó trớ trêu không? Và cái tiếng nói của tụi thì Dương ở trong nước nó lại nhận định rằng là những cái tiếng nói phản động, nó làm cho cái sự suy suy nghĩ anh chị, cái sự nhận định về một con người nó bệnh hoạn, nó lệch lạc. Những người mà dám dấn thân, dám nói mạnh mẽ những cái điều này trong cái xã hội Việt Nam ấy, thì nó cho mình rằng là phản động, chống phá. Mà những cái con người mà làm thất thoát ngân sách Việt Nam, nó làm ảnh hưởng tới quyền sống của con người, nó ảnh hưởng tới cái tiền mà để anh chị hưởng khi về già, nó ảnh hưởng tiền mà để anh chị có con đi học miễn phí, nó ảnh hưởng vô số tận. Đối với người dân Việt Nam không sao hết, đó là cái số nhỏ thôi. Tại cái sức của người dân Việt Nam là cái sức trâu bò mà anh chị, cái sức trâu bò mà, cho nên cứ là nai lưng ra, cứ gồng cái vai lên, cứ cong cái lưng xuống để mà đi làm, để mà gồng gánh luôn cho cái đảng cộng sản Việt Nam, để cho nó ăn mập béo. Dân Việt Nam thì không dám ăn những cái con tôm càng, những cái con cua hoàng đế. Có nhiều người dân suốt cuộc đời còn không biết cái tôm, con tôm càng xanh là gì, nhưng mà đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là ăn tới bò giác vàng, ăn tới những cái thứ còn kinh khủng như vậy nữa. Mỗi lần đi ra nước ngoài là mua đồng hồ cao cấp mắc tiền mấy chục ngàn đô là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với người dân mấy chục ngàn đô đó là một cái tài sản quá lớn, hết sức lớn. Nhưng đối với cán bộ cộng sản cấp cao, mấy chục ngàn đô là lá mít lá bưởi gì với tao.
Đó là cái sự vô đạo đức trong một cái xã hội mà có cái đảng Cộng sản Việt Nam nó lãnh đạo. Hỏi vì sao tự dưng chống? Tại vì cái quốc gia Việt Nam là cái quốc gia vô pháp, và nó cho phép nó mặc định đảng viên tham nhũng. Tham nhũng quá quá sức, quá xa kể, quá kinh khủng. Có nhiều người hỏi tại sao mà trời cầm công nhân lương tháng làm 20 năm trời, 30 năm trời không mua nổi cái nhà trọ. Không có mua nổi cái nhà để mà ở. Vậy thì tại sao những cái cán bộ đảng viên làm 1 năm, 2 năm, 3 năm mua biệt thự, cất villa, cất biệt phủ dữ vậy? Tại vì cái tiền của những người công nhân lao động nó đổ dồn vô tiền của những cái quan tham rồi. Nó cất những cái nhà bự, thiệt là bự. Ở bên An Quy này, ông nội nó dám cất. Nó hỏi cái tiền đâu ra, cất không chứng minh được là chết. Chứng minh không được là chết đó. Còn Việt Nam là nó đi vòng vòng. Nó ăn cho mập thay, nó đưa con nó ra nước ngoài hết rồi. Một thời gian sau bắt đầu nó chịu ở tù 3 năm, 5 năm, 7 năm vậy đó, là con cái dòng họ đi hết rồi. Giống như là hy sinh đời cha, củng cố đời con, đời cháu vậy đó. Là trong cái chế độ Cộng sản Việt Nam, nó làm cho con người ta ích kỷ. Tao không cần biết, bây giờ tao lo cho gia đình tao đi được hết rồi, tao chấp nhận, tao hy sinh. Còn những cái người dân nghèo khác thì sao? Hay là tại vì cái bản chất của người Việt Nam đáng ghét? Mày hay ganh tị, mày hay đố kỵ, mày hay hơn thua, cho nên tao không quan tâm tới tụi bay đáng ghét. Cái bản chất của tụi bay, cho nên tao phải cai trị tụi bay lâu dài. Phải không? Đó là những cái sự bất công. Ngày nào mà Dương cũng lên chương trình Dương nói như vậy, anh chị nghe anh chị mệt ha. Nhưng mà tại vì có quá nhiều người sống ở trong nước, hoặc là nhiều người ở nước ngoài, họ vẫn còn gì anh chị, họ nói rằng đất nước Việt Nam rất là thanh bình. Họ không có dám nói ngược lại với là những gì đang xảy ra trong xã hội Việt Nam. Tại vì nói ngược lại rồi họ về Việt Nam họ gặp nguy hiểm sao? Rồi họ về Việt Nam họ làm ăn không được rồi làm sao? Hoặc là họ về Việt Nam họ không có quen được gái rồi làm sao? Không vượt qua được cái chỗ đó đó anh chị. Cho nên có nhiều người ở nước ngoài họ vẫn nói ngược với lương tâm con người của mình. Họ nói ngược, họ không có nói đúng cái sự thật. Đó. Thì cái sự thật lúc nào cũng vậy. Nói là nó nghe nó đắng, nó cay. Nhưng mà đắng cay đó, nhưng mà mình dám nói thẳng vào cái vấn đề của xã hội. Nếu mà nó thay đổi được thì ai sẽ được lợi? Người dân Việt Nam sẽ được lợi. Con dân, con cháu của chúng ta sẽ được lợi. Nó được sống trong cái môi trường an toàn. Nếu mà nó không thay đổi thì đó là cái nghiệp của dân tộc mình rồi. Thì Dương làm cái trách nhiệm của mình, có trong cái khả năng của mình có thể thì mình cứ cố gắng mình làm thôi quý vị. Nói nhiều mệt lắm anh chị. Chứ không phải là cái sức khỏe con người, người ta cũng sẽ có giới hạn. Hôm nay Dương có thể ngồi nói được, nhưng mà ngày mai đó biết đâu anh chị không còn nghe tiếng Dương thì sao? Cho nên là Dương tranh thủ, Dương cố gắng. Khi còn nói được, Dương cố gắng, Dương chia sẻ. Rồi Dương cảm ơn quý anh chị. Quý anh chị đừng quên, nếu mà anh chị cảm thấy rằng cái này hay mà cần thiết anh chị có thể copy link. Anh chị đăng qua trên các cái trang Facebook hoặc là những cái trang mạng khác. Hoặc là các anh chị có thể là, nếu mà anh chị mà chưa có nhấn đăng ký kênh thì anh chị nhấn đăng ký kênh dùm Dương ha. Rồi, nếu mà anh chị chưa nhấn like cho cái video clip của Dương thì anh chị nhấn like dùm Dương. Rồi Dương cảm ơn quý vị, Dương sẽ trở lại trong các cái video clip tiếp theo. Và Dương chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Và mong rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, dần dần thì người dân sẽ sớm tỉnh thức để có một cái tương lai tốt đẹp cho con cháu của chúng ta. Và Dương xin chào và hẹn gặp lại.